Ok, hôm lên em. Tối hôm nay lại tiếp tục con CD chấp mà tơ thôi. Thì hôm qua là Ti đã chơi lần đầu tiên phá đảo rồi. Tuy nhiên thì mới phát hiện ra một cái nữa là bấm vào bắt đầu trò chơi mới, New Game, thì nó có cái lựa chọn là khó hơn tí. Thì cũng thử qua coi nó có cái nào. Đây. Hôm qua chơi xong hả, lên 2 level luôn, là mình level 2 luôn. Thì không biết cái level đó có tác dụng gì không. Nhanh lên. Đây, nó có chế độ thử thách gì nè. Quái thì sẽ phao ra F4 gì đó. Ok, vô game. Cái lá đầu tiên 3 điểm. Cái lá này lá ít. Lá này cũng không ngon nữa. Có cái nào chọn lại không? Ồ, nó sẽ tăng thêm cái đam mà gear nữa. Cái gear chap 20% nữa. Mà gear nó là sao ta? Hay là chỉ đơn giản là nâng 20% đam thôi, chứ làm chậm quân địch 20% nữa. Nhưng mà nó không tốn điểm nha. Lấy đây. Đi bên nào mình cũng được đánh elite hết. Điểm giữa. Quay đầu. Đặt cái hất đây. Cái thổi đây nó thổi tới không ta? Nếu như tối ưu đam thì phải đặt ở đây thổi lên nè. Rồi mình xây cái bộ đam ở đây. Nhưng mà tối ưu cái 7 hất này thì nên đặt ở đây. Thì hai ô này đặt đam cái nữa. Cũng được. Rồi ok. Thêm một cái bẫy đâm. Bẫy đâm đây đâm lên. Rồi con. Cái bẫy hất ra. Đặt đây cái bê đâm nữa, phòng trường hợp nó đi tầm 7. Tiếp theo mình đặt thêm hai lá ở đây nữa. Đây. Cái lá này mỗi lần xài là nó sẽ mà tự động quỷ thêm một lá khác nữa nha. Biết cả cả. Nên xài nó thì cẩn thận. Nào. Sau khi chơi là nó sẽ thao random một kẹt. Nên có nếu như mà nhiều kẹt ưu tiên đó thì nên xài mấy kẹt đó trước kẹt này. Để chọt nó cái chơi đó. Con này đi đường tà đảo hả mày? Mỗi lần ghi gao thì sẽ rút thêm 2 càng chờ đít 1 càng, nhận 1 phép cho mỗi lần ghi gao. Hoặc là lấy thêm một cái bẫy hất. Lấy thêm bẫy hất cũng khá là ngon á. Nhưng mà lá này ngon, 3 lá đều ngon hết. Cái đít này mình được chọn không ta? Mình được chọn thì ngon, còn không được chọn thì mệt. Nhưng mà bài mình ít, chưa cần control đâu. Nó lấy lá gấp to này nữa. Có báo thì được cái gì, là còn đánh thì được bài á. Đánh đi.
Để quạt thì chỉ có để chỗ này thôi. Để chỗ này thì nó một chiều quá, để chỗ này thì nó hơi ngắn. Để chỗ này đi. Ngon phát. Có cái lá này nên xài đúng không ta? Sợ quái nó đi sống lúc đầu thôi. Xài sớm thì rất là ngon luôn. Rồi, xài luôn. Rồi, ok. Ủa nó gớt chứ không ta? Không mày. Không có gớt ra đường đó được. Vậy mình để một cái trên một cái dưới cho nó hết đều đều một tí, hết ngon nhất thì vẫn là ở đây. Còn một cái hết ở đây đi, vì rau luôn, vì rau lấy một phép này để cái hết đây, cái chỗ giao nhau rất hết thì nó ngon hơn. Có đom đóm nhìn đèn đó, không? Rồi bốn cái tường nhọn nhọn để nó đẩy xuống sông ở chỗ này. Rồi ok đó. Giờ thủ ổn rồi. Tăng thêm rất là nhiều khi mà triệu hồi nó trên băng. Vậy là cái con này là bên map A nó rất là mạnh. Hiện tại lấy đá này đi. Hơi nhiều bài đấy, khó kiểm soát. Nhưng mà hiện tại mình thiếu đâu. Ai mà ngầu đét như thế này. Người đàn ông bị lửa thiêu hả? Ga lá này nhiều thì nó cũng hên xui lắm nha. Kệ mình có thể thủ được mấy quay đầu. 50% mất 4 máu nhưng mà may mắn là không mất. Có con cây để nuôi nè. Hủy một cái cháp dưới nền và nhận được một cái điểm này, tức là cái lá rau nãy, rau điệp này mình có thể dùng lá này quỷ nó. Nhưng mà muốn mua cây hơn. Mỗi 7 cạc thì thao thì cạc kế sẽ chơi 2 lần được nè. Mà mua cái này là sạch tiền luôn á. Cái này hoặc cái này thôi. Cây lấy sớm thì phải có chỗ nâng cấp. Này chứ. Kỳ mua một cạc 50 đồng.
Sao ta? Thôi, đi thôi, nguồn cái đó được rồi. Còn lại mình giữ tiền đi. Chết rồi, có cái cam phái đây. Biết gì nãy mua cây để nâng nó luôn rồi. Quên nhìn map. Cho lá này xuống 1 cũng được. Xài nó sớm thì mình có phép rất là cao. Trời ơi, đi kiểu này gì lá hết sao mà xài. Bây giờ mình có thể là xài gai với nền thôi đó. Nó đẻ gì nhanh như sấm gì nè. Trời, bớt mấy lá nổ rồi đi. Gì mới vô mà quái đông ra rồi. Cái lá gai trên tường không? Kiếm cái lá nền thôi, mấy lá nền nữa thôi. Ây, gì ngon, gì ngon. Đây. Năm điểm lần. Rồi, ok. Rồi còn lại mình cứ thiên la địa võng ở đây là đủ được rồi. Quái nó dọn. Nó chạy như máy điện dữ. Chết không năm luôn rồi nè. Ôi ơi, một nồi lá rồi luôn. Thank you.
cái lá này, cái bẫy này đó, cái bẫy sàn này đó, là nó không ảnh hưởng bởi chỉ số sổ tiếp của mình đó. Tiếp mình còn 7 thì nó vẫn kinh đầu không dây thôi. Và thằng này thì nó ảnh hưởng rất nhiều, từ 4 dây rưỡi xuống còn có 2 dây 7 nè, 1 dây 8 nè. Cái hố đen đít tất cả các bạc ta gan một đỉnh gravity cho mỗi cái cạc cũng được, tại vì mình đã gác rất là nhiều. Cái anti gravity là nó chỉ hợp cho lá hất thôi, nó nhẹ quá thì mình hất nó được, nhưng mà hất bây giờ không quan trọng. Lấy cái này lấy máu. Không có lá nào mạnh để mà nên lắp cái gai hen vô chứ. Nó đại vô lá này đi. Hải có con cây là ngon dữ rồi. Không biết sao không lấy con cây, nó ngu dữ thiệt. Một cánh cửa đang mở, đằng sau cánh cửa không thấy giới khác. Rất mờ và cái gì đó, chưa kịp đọc nữa. Rồi, đấu với quái rồi biết. Có khi là chúng ta thua ở đây á. Không phải nó nhiều. Hai cái bay hất đầu tiên. Cái bẫy gai ở đây. Cái bẫy gai ở đây nữa. Đây, xài cái lá này xong nó sẽ thành gai han. Rồi, xài luôn cái này. Ủa, mình có cái lá hóa gà nào vậy ta? Đục đít đó, đục đít nó phát. Đục đít thôi, đẩy nó hơi lên thôi nha. Nè, cái anti trọng lực hồi nãy á, để dành cho nó cái này đó. Nó sẽ hất được con khủng long đi luôn. Con gì bự vậy? Bự hả? Thủ dưới này đi cho nó chắc ăn an toàn. Còn trường hợp mấy con mà nhanh chân lẹ tay nó giọt qua được. Cái lá nền này với cái lá lửa này là hai lá rất là mạnh nha. Chỉ trong cái trường hợp anh em farm bài liên tục, còn trong trường hợp anh em muốn kiểm soát bài á thì ngược lại nó sẽ hơi bóp đó.
Như bây giờ mình có 6 điểm mà chỉ xài được có 2 điểm. Thậm chí hai cái này không có chỗ cái gắn. Lấy gắn đây. Vớ vẩn. Bây giờ full 6 điểm không có gì để làm. Xong vẫn còn dư 3 điểm. Dư 4 điểm. Quên luôn rồi. Cái này để cần cho anh bài. Nhưng mà lấy lá này trước đi. Ba. Random bị thao một kẹt chung tay. Chắc ép nó vô lá này quá. Cho vô lá này đi. Lấy một gem này cũng khá là ngon á. Nó tròi lấy không có được tròn. Mình chưa có lá nào co để là lấy cái này. Rút thêm 2 cạc cộng được 2 điểm. Kinh đao giảm 20%. Hợp cho lá nào trời. Không có lá nào, không có cái co nào luôn. Đi. Không, bỏ luôn. Phí. Đi bên trái có gương sự kiện được đánh nhau. Đi bên trái cho rồi đấy. Đi bên phải thì mình nâng được 2 lần á. Hồi nãy lấy con cây ở đây là ngon rồi. Nãy lấy con cây chỗ này là ngon rồi. Mình nâng ở đây 1 lần, 2 lần, 3 lần. Là con cây mát mạnh để đánh boss luôn. Nhưng mà hơi ngu. Giờ hối hận không kịp. Thua đi, chơi lại. Mình xài lá này xong mình xài qua lá này. Chỗ này để hất là số dách luôn. Gì mới vô có ngựa ngựa. Mới vô nó cửa ngựa nó lao ra rồi. Ê phải ngoan 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 ngoan. Mình xài lá này lạng quạng rồi nó đít lá này luôn á. Cái lá quạt thì chắc ăn rồi để đây rồi. Ê không, để dưới này ngon hơn. Chìm. Ây, xài lá này trước rồi mới xài tới lá này. Trên đồ đi. Tại vì tí nữa mình đặt cái lá hất ở đây. Không, lá hất nằm ở đây cũng được. Xuống ngột. Rồi rồi, nó chưa qua được. Nó qua được mình thả cho bơm vô đầu nó liền. Con tiếp lên cộng 1 đây. Cái lá này để xài sau nha. Đó nó quỷ lá đó. Chèn mình cầm 4 luôn. Và đâm cái này lên 7 luôn. Chè.
Cái gì? Con kỵ sĩ này á. À, mỗi 40 giây nó chịu hồi cho anh con rồi. Anh chém rất là lực luôn nhưng mà có một đam à. Đúng là đi vô cho đủ đội hình với mấy anh tay to chơi vui. Lắp nền chắc lắp luôn như rồi. Khoan khoan khoan, mình tới 5 điểm rồi. Trời đá này trước. Rồi win luôn này, tính cho dữ vô. 666. Những cái cạc không phải là cái lá bài 7 á thì sẽ không tốn điểm nữa, nhưng mà xài một lần thì nó bay màu luôn. Cái này phải tính kỳ. Nhận thêm một chàng cho mỗi 13 lần tấn công. Hốc quân địch về và đấm nó 2 giây. Thì trung bình 26 giây, tối ưu nhất là 26 giây. Thì trong một trận nó chỉ có thể kiếm 2 đến 3 vàng thôi, nhưng mà nó hóc từ quân địch. Lấy lá này thì mình tăng điểm rất là nhiều. Để từ từ coi lại bộ bài mình đó. Bộ bài mình nhìn gì chứ rất là yếu nha, chưa có con nào gánh tem nha, còn là bút lẫn nhau với mà farm bài mà nè, hai cái lá farm nè. Nếu như chơi farm bài rồi thì điểm của mình là không cần nhiều, nên lấy cái lá tổng tiền này trước. Cái này thì lợi thế liền ngay trước mắt, còn cái mấy cái này lợi thế lâu dài. Mình đang có rất là nhiều lá thì thao nè, 5 lá thì thao nè, với hai cái lá này nữa là 7. Nhưng mà cứ chơi gút bài đi. Quất cái này luôn, 7 máu à. Trời ơi, nó đang lũ đảng nó một đống lá xịn xòi nâng vô cái lá đó, phá hủy cái chết từ 50 vàng đó. Nhân phẩm như có cái điểm đi đến chướng đó của mình này. Tăng lên được có một đam và nhân vật 2 vàng thì không biết nó có thực sự hiệu quả không. Từ thì cao nó sẽ không bị cao, nhưng mà cái lá này thì không thể farm nhiều được. Lấy đi, đó, mình không có lá nào đủ mạnh để mà tăng liên tục chứ. Tôi không nghĩ là tôi thắng được boss này với bộ bài này đâu. Bộ bài này phải nói là quá là yếu luôn.
Tôi xong tôi rồi, không có bài chơi rồi. Gì mới đúng chứ, đi tới đây thì nó bị kéo lại. Mình nên dồn hết đam vô chỗ này ta. Cái lá này bây giờ cũng chưa cần dùng vội. Chỗ này hồi tính nữa là tí nữa để thành cây quạt ở đây. Lá này mạnh gì đó hả? Xài lá này có khi nó quỷ luôn cái lá này. Không, đặt đây này. Đó, nó quỷ ngay đúng ngay cái lá từ dự đoán rồi. Khoan khoan khoan, xài lá này trước rồi mới xài lá này sau. Cái lá hất này đặt được ở đây nè, đặt được hai chỗ này nè, đặt được chỗ này nè. Hất đâu được nữa không ta? Ngoài hất chỗ đó thì có thể là hất chỗ này nữa thôi. Chết lên rồi, ok lên rồi. Chỗ này thì đập xuống được, đập xuống được. Chết rồi, không đủ đam đánh boss rồi. Rồi nó về, nó về. Đây đây có quạt nè. Quạt để đó hay quạt để đây thôi. Để đây thì tôi sẽ dồn đam hết luôn. Để đây cũng được đó. Mà trước mắt thì cứ để đây đi. Chị không có đi lên đường chấm ra này. Ừ, chị hiểu xuống. Hai điểm nữa mình đặt lá là như vậy. Boss nó vừa nhảy xuống vậy thôi, không cần.
bài tàn tạ gì mà đi được tới đây cũng hay lắm. Lá này nhìn gì mà ngon chứ, 6 đam rồi. Tạo vô chen mình còn 4 rồi. Thằng gì ơi chết. Only fan, đặt thêm cái only fan ở đâu đây. Giờ cuối thì đặt đây chi nữa trời. Giờ cuối đáng lẽ mình lấy 7 bên đây, mình giờ qua bên phải. Bắt cuộc luôn kìa. Cái này trên băng thôi. Bốn điểm này rất là ngon nha, tại vì bài mình farm rất là nhiều luôn nên cộng cái extra chain này là rất là ngon luôn á. Lấy đi, mét than hoặc là on thà lấy đế thang chứ hai cái này khó tình cho lắm, trừ phi cái lá nó nằm bên gai han đó. Chơi thêm một lần ví dụ. Ví dụ cái lá này mà nó chơi thêm một lần nữa thì mỗi dao mình hồi được cái 6 máu nữa. Lá này cũng gì luôn. Nhưng mà phải có cái gai hành hoặc lép hành xài nó. Chắc lấy cái này đi. Tôi muốn cái lép hành vô cái lá này hơn. Nhưng mà lép hành này rất là khó lên nha. Thường bây giờ nó lên là nó lên nằm bên gai không ạ. Ok. Liều đi. Đây cái này đi nó ngon hả? Summon x2 mà đam chừng 50 dẹp, nhận thêm hai cái đó. Nhưng mà bây giờ cái cháp ra random 0 đến 4 không có đâu. Bộ bài của mình là rất là ít, toàn là 1 với 2 không à, 1, 2, 0 không à, tự nhiên random 2 đến 4. Thấy cái này, bài mình vẫn chưa có con nào gọi là gánh tem cho nó. Từ bên phải thì được tiền, một cái lò gà, một cái cam phai, một cái gương. Cái lò gà này không ngon. Đi bên trái thì được đánh con boss đôi nào, đánh hai lần luôn bên trái. Tôi muốn cho nó mau thua một tí, tại vì bộ bài mình xấu à. Tôi không nghĩ là có thể qua được cái map này đâu. Nó lép than luôn rồi, ngon rồi. Bữa lần sau nó đen thui vậy.
Đấy, bên Death Hand nó sẽ lay 2 lần, chứ không phải là nó không tốn điểm, chết tôi rồi. Không có bài chơi. Coi đó, mỗi lần quay là nó sẽ bắt 2 con. Chỗ này để cái only fan này. Nên để con kéo kéo này vô đâu ta? Hợp nhất thì chắc để ở đây. Ê, đừng có chạy nữa bạn ơi. Không 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 để chỗ nào á. Lá này xài cuối cùng. Trên cộng 16. Cái lá này 20 gram. Tại 16 đam. Nó thọt cái là đi luôn á. Hai điểm đi, này mới gì rồi. Lắp thêm cái này đây nó chắc à. Rồi win nữa. Con đi farm nữa. Không, bây giờ không có quay qua đó được nữa. Cháp này nó tọc cái là thấy tổ tiên luôn. Động cốc này không kéo được ai luôn rồi. Quái vừa ra là đi luôn rồi. Mỗi quay nó cũng cộng có 4 mà. Vậy sao gọi là chơi 2 lần? À, hai gen chơi 2 lần là 4 điểm đúng rồi. Nhập cho ghi bạn. Độc tham cũng phải có giới hạn.
bơm chưa kịp nổ nữa. Đây, lấy đá tự tử là được. Lá này nó lên 10 rồi. Ừ, 124 giảm giá 30%. Thì mình phải tiêu ít nhất là 400 tiền nữa là đi đến cái shop thứ hai á. Nhưng mà không biết mua bây giờ nó có tới chục liền không. Được nè. Gọi 5 cái shop luôn nè. Tổng cộng 5 đam bây giờ không có bằng cái này của mình. Năm vàng cho mỗi cái bát tờ, vậy mà phải đánh 7 cái bát tờ thì mới hòa vốn cái này. Đánh 7 lần để hòa vốn à, chắc méo gì đánh được cái đó. Mỗi năm đá gì thao. 1 2 3 4 5 6. Mình chỉ có 6 lá gì thao thôi. 7 lá. Giữ tiền trong người để chết luôn. Nó không nghe cái lá kia rồi ta. Chọn đây cho nó phạm tiền. Muốn xài cái lá này tắm mà xài bây giờ nó có nguy hiểm, nó thì thao mất cái lá tự tử của mình là toan á. Thôi không xài đâu. Rồi. Ơi nó copy trên đây luôn hả? Tôi tưởng nó copy trong bộ chứ. Ôi rồi rồi lượm ơi. Một kẹt cướp lại một kẹt đi hả? Phương lừa đảo. Phương lừa đảo. Trả bài đây. Không chơi nữa. Đây, trả đao đây. Tích 4 điểm, hy vọng là đủ kịp 4 điểm. Trời
sao cái đám này ở đây nó mạnh dữ vậy ta? Một mình nó cân gần hết game luôn kìa. Rồi, giao sao là nó lên 7, cộng 7 nữa là con này lên 12 đồng. Để OnlyFans đây em ta dọn hết đóng đam vô đây cũng được. Dạng lá này 30 đam quái nó có đi ra được tới đây nữa đâu. Cái mặt này nó sẽ xây xuống đây, xây lên, xây xuống. Nó kéo gớt xong không ta? Bây giờ lắp chơi mấy lá này thôi chứ đâu còn tới chục nữa. Ủa à, được mà. Đứng bên đây chọn chọn rồi. Rồi win luôn rồi. Bây giờ thấy nuôi cái lá này nó cần thiết không ta? Lấy đây. Bộ bài phèn ấy đó đúng luôn. Nhưng mà đánh hồi nó cũng qua. Mình ghi mua được hai cạc luôn á. Tôi muốn bỏ lá này luôn nè. Mặc dù cái lá này nó lên tới 10 đam luôn đó nè. Nhưng mà thực sự nó quá là cùi. Nếu không bỏ lá đó thì phải bỏ lá này. Bỏ ra này luôn. Bỏ ra này với một cái lửa quá ta. Khi mà đam mình quá cao á thì cái lá này nó không ngon nha. Tại vì anh em đam bao nhiêu thì 3 giây nó mới đánh một lần. Nếu như con quái nó 10 máu đi thì 3 giây anh em chỉ giết được một con 10 máu thôi. Còn trường hợp anh em mà gọng sa chen như rất cao rồi, như con này gọng lên được trên 10 đam đi, thì không có cần tốt dây nào nó giết liên tục luôn. Nên bỏ lá này cũng hơi ổn. Bỏ cái lá được nâng cấp nè. Hay là bỏ hai cái lá thường luôn. Thôi bỏ cái này đi. Mặc dù có được nâng rồi. Nó đi hai đường hết á.
lấy than rồi, để đó. Có cái lá tự tử luôn. Được. Bỏ cái lá tự. Xong. Chết rồi, cái này không đánh bay được hết gì á. Con quỷ này phán bay không? Đặt ở đó, không bằng đặt ở đây. Bên này chắc cho nổ lụ. Đặt cái sàn trước đó. Ủa cái này cái lá gì đây? Lá này đâu ra gì vậy? Ủa cái lá này mình chọn thế nào? Đi ra đâm. Không hiểu giờ lắm. Chọn một cái quân địch đang đi trên sàn cho bắn nó đi. Đi ra đâm bằng cái mà thỏa thuận với quân địch đó là không hiểu lắm. Tức là con quái nó càng mạnh thì bắn đạp nó càng mạnh. Chắp này chỉ có thể để trên những cái mặt phẳng không gây đâm. Không kịp, không kịp, phải gọn. Phải gòn. À. Ừ bắn xả gì? Cây này mình đăng lần nào chưa? Only fan này đặt đây. Không đặt ngay đây. Dướng cái gì? Ờ dướng cây. Ngủ đạn không? Mang đệ của mình là không được cộng dồn với cái xà chen này không? Nó đánh cũng có một đam à. Đây, cho anh này anh đu tới đu đuôi anh trọt 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 chứ. Gai han đã muốn qua gai han là phải đẩy hết đống này khó lắm.
chạy luôn đi, lại mình mất 2 máu rồi. Cái lá này tôi chưa biết nó xài sao, nó chả được xài luôn. Cái lá này không được nữa nè. Mà thôi, đam mình mạnh, mình không cần farm bài, mình cần quản lý tốt bài. Lấy cái này luôn á. Mặc dù nó không có ngon nha, mỗi 10 giây mới khóa một lần, quán ra rất là đông luôn, nhưng mà máu mình nhiều, máu mình nhiều đến mức mình có thể lấy thêm đó. Tại có cái lá mà hồi 3 máu mỗi cái rau á, nên bây giờ để máu đầy cũng phí lắm. Tới đây được đánh con đôi nè, đi bên trái thì mình được nâng 2 lần con cây. Cây của mình chưa nâng lần nào hết, nó thành phế vật rồi, bước đi. Đi đấm nhau có nghĩa hơn, một hồi nó dục con cây luôn á. Dục con cây. Dục cái lá bơm luôn. Mình sẽ xài lá tự tử, gọi cái lá này. Ê, ê. Chết rồi, xài cái lá này trước. Xài cái lá này trước rồi mới lá tự tử, rồi mới đến lá này tự nhiên bấm nhầm. Thôi lỡ rồi, tính gì mắc lợi mà thôi, chơi gì hơi bẩn. Nhưng mà mình bấm nhầm thì đâu gọi là chơi bẩn chứ. Thôi, mình bấm nhầm thì mình bị mắc lợi. Bị mất lại thì nó không có ra cái bài như nãy nữa. Đây, mình mới xài lá này.
không biết cái lá này nó ra làm sao nữa. Chắc đạp bên đây rồi nó hất về như cái lá hất của mình thôi. Tôi đóng gì thôi chả biết nữa. Anh không thể dùng với quái bay rồi, con đưa rồi đổ tới này luôn rồi. Nhanh mình có 3 điểm, một lá hết, hai lá như thế này. Mới gom xong làm phát hết bài. Đấy. Đấy. Nó đâm cái nó lệch qua đường dây bên đây luôn. Trời ơi, cái lá này đúng bóp vé luôn á. Cái lá móc cua đi, móc nhanh và liên tục vô. Nhiều điểm quá, phạm đại bài ra. Cái thổi bên phải, cái thổi bên trái chưa? Còn cây à? Cây bây giờ chả biết làm gì, đặt chơi cho vui thôi. Ê, quái đi được tới đây luôn nè. Trời ơi, nó gà rồi. Hết luôn cái đường đi ta. Ui, 6 điểm luôn, không có bài để xài. Ủa chết rồi, thao lộn con rồi. Tính đúp con đó ra chứ không phải là thao.
con gì bự quá vậy? Bây giờ mình cần là cái tốc độ đánh chứ không cần đam nữa, đam mình quá thừa. Cái nào tốc độ đánh nhanh nhất? Chắc cái này. Một cái lá phế vật nhưng mà nó lại được nâng lên. Bởi vì không còn lá nào khác. Chứ bài gì nó đang không có lá tự tử, trời nó qua lét than luôn rồi mình nổ cũng được. Nhưng mà xài lá này nó quỷ lá này của mình không thử à. Tôi ơi. Ôi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi. Nhân phẩm 20% mà nó vẫn dính thì đâu thể trách tôi được. Ủa sao nó lại mạng này? À đúng rồi, mạng này đúng rồi. Anh em có nghĩ đúng là nhân phẩm không? Nếu như xài lá này thì bắt buộc lá này nó phải chết. Thử ha. Đó, vậy là con game nó cố ý rồi chứ không phải tôi. Rồi, game chơi dơ. Cặp thằng laser chơi dơ hơn nữa. Nó mới nhận ra cái sự chơi dơ đó. Bây giờ mình bỏ lại này luôn. Đó làm gì được nhau. Tôi chết rồi, giờ sao xài được lá gai hành này. Không có rồi, để tuần sau thôi. Cứu nó, một cứu nó. Tự tử xong rồi diệt luôn cây cây này cũng được đó. Nói chung là hai đấu hai thôi. Sau này mình không rút ra con cây để nó tốn diện tích bài. Đi tới đây luôn. Sao được giờ? Hất để vòng đủ đây. Nó quỷ lá nào cũng được, tại vì không lá nào cũng cần. Hai đứa
3, vô cái nữa thạch 0.8. Giờ tôi sợ xài lá này nó lại diệt lá này của tôi. Biết lắm mà lũ đạn con game nó chơi bẩn. Nó tính hết rồi. Giờ chặn cửa không cho tụi nó ra luôn. Game đó. Nó ra rồi. Lấy mấy con này farm tiền chơi cho vui. Cái quạt này không ạ, để cho quái nó còn có cơ hội nó chơi chứ. Cái biển bây giờ nó 30 đam. Tìm cái quạt nó đi cho nó vui. Tụi nó làm tôi chả thấy mặt được quái. Con còn mới đi được tới đây nè. Cái này 50 cạp nữa về đánh lần để bị hết chập. Phép tăng 2 lần giá trị hiện tại. Chờ phép của mình nuôi mà khéo lắm thì nó chỉ 5 đến 10 thôi. Cũng được. Ai dây vậy? Chờ phép cộng 1 thì nó không ngon như mấy á. Bài của mình không cần phép. Phép cộng 1 nó tốc có 10% tốc độ. Nó tốn thêm 1 điểm. Để cho vô cây. Cây phế vật. Kệ dục vô phế vật này chơi. Mỗi năm cạc mình sử dụng thì sẽ là thêm một cái cạc gai. Thôi nhiều quá thì không cần đâu. Em mạnh lắm mà anh không cần. Em không cần boost cho anh nữa đâu. Ủa, mình đánh hai này rồi. Cái lá gương mình copy thì sẽ copy cái lá tự tử này hoặc là cái lá lá than này.
copy cái lá trắng nhánh này cũng được, để nó mạnh thôi. Giữa cái sa mạc thì gặp cái gì là cổ đại này, mất 5 máu lên 100 tiền, tiền mình nhiều quá rồi. Ê ê ê ê, lua à, được cái gì đâu, trả tiền trả máu đây. Ủa sao còn có 4 lá à? Không, con này để bên đây mới đúng. Ủa có dấu chết đâu? Ờ được rồi. Ủa sao con này nó lại có điện? À, điện là nó lên tất cả luôn. Trời ơi, biết gì bỏ cái này rồi. Thực ra bây giờ mình đâu có cần đâm nữa. Mình cần là cần cho anh bài kìa. Thiệt thao luôn hả? Thiệt thao luôn hả? Không phải. Bây giờ mình cao lắm thì được khoảng là tới tuần 8, tuần 7 đi. Là 4, 4 với tay là 8, với tay cái nữa là 16. Xài bớt mấy lá bài bom chứ nó dễ bật cho. Có một đào mà mất một lá bài thì ta đúng mạng. Điểm nhiều quá, xài cũng đi. Con cua bắp này
Chạy vô đây win đó. Hết cộng 10 chen 20. Cái con này nó đánh với tốc độ không tốt. Từng con đó. Phép làm 4. Phép làm 4 nó đánh 10 giây. 1 giây nó đánh 10 cái 3 điểm đâm. Chơi mình cũng đi. Con quỷ mà kẹt đấy. Đây con nữa nào. Cái này cũng được. Cái gì đây? Cái quay đầu này cũng ngon lắm. Nhưng mà nhiều bài quá. Úp 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 gì trời. Không lẽ lên 2 đến 3 đam tác dụng gì cũng gốc. Nhưng mà được 2 tiền. Tiền bây giờ không quan trọng nữa. 9 đam thì cũng không ngon. Úp xuống 2 điểm thì ngon nè. Mà khó nuôi lắm. Tút xuống 1 điểm này. Không có cái shop nào của nó ra. BB. Cái lá này là quạt là nó lại hút vô cái lá này. Cái này tí nữa thành cái con mà móc cua à, tôi đi ba tập đây. Đi ba thì con kinh đâu. Có lá là gây đam luôn thì mất tạm này vô đi. Nó đi luôn vậy. Chỗ này tí nữa để only farm này. Cái cây chọt ở đây không được. Bốn quay rồi mà chưa có lá cọc chen nữa ta. Chưa có lá cộng chen là rất nguy hiểm luôn. Vì con quỷ này nó đi đường dưới tại sao.
7. Xài cái lá này trước, thế như nó không biết lá này. Hy vọng thôi. Dũng đạn đó. Ôi. Cái mồm nói cái gì là nó ra ngược lại cái đó. Gì đấy? Trời, nó đứng đây nó quăng quái thật. Trời, pet chưa của mình chuẩn bị là sai rồi này. Sao không thấy con này nữa ta? Không đánh còn 4. Mình cần ra map rồi. Quýt cho nó luôn. Thứ hai. Đây, móc cả thế giới vào tay anh. Con đi phạm xuống luôn. 0.2 móc là không ai ra khỏi khu này, chỉ có mỗi boss ra được thôi. Việt Thao kẹt tool 1 random non Diego. Trời ơi ơi, tiền mình rất là nhiều luôn, lá này rất ngon nè. Cái này quỷ tất cả cái chóp trên cái sàn luôn. Cho nó nhận hai trên, trên mình rất là nhiều mà không cần. Lấy lá này, tại vì tiền mình rất là nhiều, chả biết tiêu vô cái gì. Pha gai han gần bên phải. Đó, bây giờ nó chơi được hai lần luôn. Ủa sao nó còn đi tao nữa? Ờ, nó có đi tao nè. Power đi tao nha. Nhưng mà nó 6 điểm lận. Sợ méo gì? Độc thì gây một đam nhưng mà làm tốc độ quân địch chậm đi 20% trong 3 giây. Cái điểm bên này của mình giới hạn từ 6 xuống 5. Rất là nguy hiểm nha. Mình không có con summon nào cả. Có mấy cái con summon mà thu bắp á. Nên lấy cái này cũng khá là phế.
lấy cái độc mất một cháp, mất hai phép. Lấy đại này đi, nó không bổ ngang cũng không bổ dọc. Đi chính giữa thì có chỗ tiêu tiền, nhưng mà tiêu tiền xong không được đánh quái đôi. Đi bên phải. Đi bên phải được đánh quái xịn. Tính thua mà không ngờ nó nhây nhây tới giờ vẫn mà đánh được ta. Máu mình đang đầy nên không cần cái lá này, bỏ hết bốn lá luôn, xài thử cái lá này đánh luôn quỷ lá hết của mình. Trời, fan này nên đặt đâu đây? Ủa sao 7 anh chạy? Nhanh lên nhanh. Ê, quên chạy cái lá này rồi. Trời ơi, thằng nào trên nào này. Trời, nó bắn. Tiền mình 7 như phát, bắn tới 7 rồi đó. Xài luôn lá này đi, khốn nạn. Tôi chào cái gà lá sẽ chèn đó. Gà lá tre này, gà lá này cũng được. Phải lên cộng 1 mới đúng chứ. 6 điểm bí sao xài đó. Lỡ rồi, chơi luôn. Thắng giờ bài sản. Tăng được 2 dao nữa thì lên được có mười mấy triệu gen à. Chủ này mình nó chơi hết luôn.
Có cho trên đặt được ta. À, ở trên có tường trong. Trời ơi, chưa kịp sẵn. Điều khiển buông được 6 giây. Sau đó phát nổ ngay 5 đau. Kinh đau 3 điểm mà kinh đau cho cái cháp xung quanh. Nó 3.5 giây. Fit nó cao nữa là cháp đánh liên tục luôn. Nhưng mà nó phải đặt lên trụ. Không, không lấy đâu. Không lấy lá nào hết. Tấn công thêm một lần giảm kinh đau, đam mình gớt mặt này nó không lấy ngay. Không lấy cái này là lỗ thôi. Mình lấy đại đi. Thì bên con cho. Thổ tận cái điều gì đây? Hai cái đếch cạc cũng được. Lấy 50 vàng. Trái phải đều như nhau rồi, ủa đánh như dưới trước. Kịp 4 tiền không? Ấy ấy ấy. Con luôn mới được. Xài cái lá này nó bắt cái lá này thôi, nhưng mà nó không nằm bên trái cũng được thôi, an toàn là bạn. Cái lá này nó khốn nạn lắm. Tí nữa băng tan thì nó sẽ đi được ngang học này. Cái lá là nhiều mà. Rồi sống không sao. Giờ có chen có đam rồi. Đó có cái gai hai tuần. Chạy cái lá này thì nó mất luôn lá gai hen của tôi. Cóc đi đường tà đạo gì thế này nó vậy?
đẩy phép lên cao là không à. Bây giờ phép lên 8 rồi. Cháo 17 còn đi fan. Đi fan này nên để như thế nào? Đặt đại gì đây? Trái phải như nhau thôi. Mất một lá. Mất một lá tròn lúc đầu đúng là đúng đen luôn. Cái lá cây búa nè. Cần méo gì một đam. Cái gì? Sao tôi đánh chính tôi là sao? Game nó chọn tôi à? Thằng nào chứ nào phép chứ à? Rồi nó sống vô rồi, để sống hai con không sao hết. Tự nhiên có thằng phép nào đi tìm vô đây vậy? Rồi mày thế nào xin nào đó mà nào xin nào kia giờ tới gọi để ra ủa hỏi đi bên trái hay sao ta. Trước khi tôi phá đảo một lần nữa đặt cái này trước, xài cái này rồi đặt cái quạt này ra, đi fan này ra. Còn cục băng này nó không tan á, những cục băng này không tan. Đi fan hẳn ngay đây luôn. Rồi tự tử. Rồi cái lá này xong rồi đó. Còn một con này thôi phá đảo rồi. Mày xin là đâu ra đây đâu biểu rồi. Đặt cái súng đây chưa?
Phép mình như vậy 8 hả? À? 16 cũng được. Rồi win luôn. Cái này vẫn không hiểu lắm. Thì thao cạc là tinh một cái anh đung, không điểm cạc thì trên tay xuống một điểm cạc, nhưng mà kéo dài bao lâu, xài khi nào? Bốn điểm thì khá là phí, bốn điểm cũng chịu không nổi nè, bỏ gai hen mình dồn hết vô cái lá này thôi, led gai gì mình cũng chơi được. Hay là lá này ta, không nó thì thao luôn, người thao luôn người phí lắm, thì thao luôn người trại đó này, để led gai gì cũng chơi được hết. Ủa chọn rồi mà, à cặp phim học đấy. Không, cái này farm cháp thì ngon. Kia không nào ngon hết. Muốn bỏ lá này đi nè, bỏ lá này nữa là bỏ hai lá nè, tí nữa vô shop bỏ mới được, rồi mình lấy tiền đi. Tự nhiên vô cái bùn làm cái gì? Nghe một tiếng ồn xuất phát từ một cái căn nhà gỗ trong khu vườn. Rất nhiều người đang đánh bạc ở đây. Vậy là mình vô mình đánh bạc à? Tự nhiên thắng trăm gian. Rồi đi luôn đi luôn. Bây giờ mình vô shop đi. Vô shop mình remove bớt một cạc. Cái lá cây thôi. Remove cái lá này ngon không? Cái lá này cũng remove luôn. Cái lá cây của mình rồi mà cúc cúc cái này bỏ không được thiệt. Mày phải lấy nè, cần cho anh bài rất là tốt mà. Cái này nó cộng 3 cái luôn nè. Left hand chơi 2 lần. Hay target 1. Nhưng mà nó 4 điểm là không. Oh.
Xài 5 gạt thì nó cho mình một cái gai. Gạt Johan 8 gạt rút 1 gạt ngon hơn. Vậy cũng được luôn. Cái lá tự tử, nâng sẽ nâng cái lá tự tử rồi nè. Hay là nâng lá này lên ta. Mình copy lá này. Lấy cái lá hiến tế. Trong trên này mình sẽ cướp thêm lá nữa là cái lá này. Lết hành gây hành gì nó cũng mạnh đó. Bảy chục vàng để lấy một cái. Chấp thì không cần. Phù hòa thì cũng không cần. Kill. Skill mình rất là ít. Kill là cái lá đi cắt thẳng ra luôn á. Học thêm bài thêm phiền thôi. Rồi tính boss luôn rồi đó hả? Liệu chúng ta có win không? Nó lết than thì bây giờ ngon hơn nha. Lết than nó chơi được 2 lần. Còn gai than là nó chỉ không tốn điểm thôi. Chứ đây để chủ ít 4 ngon hơn á. Thằng móc cua thì chắc nằm đây thôi. Móc cua để nằm đây đi. Lá này vô dụng không? Bỏ thông dương cũng được. Vô dụng nhưng mà không tốn gì cứ chơi thôi. Đam mạnh lắm. Em chưa dưới trên cộng 13 nè. Bắt cái rau này tôi nghĩ là 10 lên thì 6x10 là 60. Giờ chỉ cần sau tiếp thôi. Xài đá này trước, đủ điểm xài đá này rồi tiếp sau. Bùm, 44 ra, đập cái gì đập máy.
Giờ xài hai cái này xong cái lá này sẽ thành gai hen. Đi fan, đi fan quẹt ngang đi. Cách cộng 2 rồi, cộng 2 mà ít 2 cơ, cộng 4 thôi. Không có chỗ đặt cái này nữa, có đặt thì đặt cái này dự phòng trường hợp mà đang xui lắm thôi, nên không có chỗ đặt thì đặt nó lần cuối cũng được. Đặt ở đây bắn cũng được phân nửa. Đặt ở đây cũng chỉ phân nửa thôi, phòng bất chắc được nhiều hơn. Báo mới, mình đã nhận được thêm 3 cái kho báo gì nữa đó. Mình lóc được cái độ khó level 2. Rồi, mình sẽ chọn một lá, lá nào bây giờ? MPB, đừng chọn lá MPB chứ là cái lá này ra là ra tôi. Ủa không phải lá này, đổ mày đổi được không? Cái lá gì kìa, cái lá mà mình nâng lên cộng 1 á, còn lá này có 2 điểm à. Đây là ok, 2 tiếng này bây giờ mới lên được level 2 nè. Sau cái những boss thì chỉ hồi được 50% máu tối đa thôi, nên không có còn hồi đầy máu như này. Cần 560F để lên level tiếp theo. Đùa nhau à, thôi nghỉ. Game này chơi 2 lần là nó win hết. Nói chung là bùi bài cũng chỉ khéo léo nữa. Nguyên cái bộ bài của tôi nãy là toàn là nhân phẩm thôi. Ok, bye bye anh em.